Chào các bạn. Hôm nay tôi rất vui, rất hân hoan được gặp các bạn để chia sẻ những trải nghiệm mình có được về bông hoa cây cảnh cũng như những việc phổ thông khác. Hôm qua tôi có đổ chậu, có quay cái clip đổ. Bởi vì tôi có một cái khuôn nên đổ ngày hôm trước, ngày hôm sau mới tháo được. Giờ bữa nay làm cái clip tháo cho bạn Hoài, yêu cầu của bạn Hoài. Tạm dừng đi. Có rồi không? Một giây chưa? Năm hai phút. Bạn Hoài đón xem nha bạn Hoài. Tôi dỡ chậu ra nè. Bởi vì chú không phải là dân chuyên nghiệp. Chú có cái khuôn. Hôm trước đổ. Hôm sau mới tháo ra. Hôm ra hôm qua có quay clip đổ. Giờ này chú quay clip tháo ra. Bạn Hoài, bạn Diễm đón xem nha. Rồi chú úp xuống. Tôi xuống trên cát á, rồi có chỗ là có cát á, úp cho nó êm, úp xuống, rồi để cho chú gõ cái, gõ chưa cái lát gõ tới nữa. Chú gõ dưới nít. Rồi giờ úp xuống. Dỡ thao đỏ lên ha. Dỡ thao đỏ ra chứ. Dỡ thao đỏ ra thôi. Úp xuống. Dỡ xuống. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ. Bỏ xung quanh. Bạn đổ cái nào nó cứng quá thì bạn gõ hơi lâu chút. Còn chú đổ thì chú gõ nó dễ. Bởi vì có lót miếng đó, mũ đó, dễ. Gõ cái nữa đi, gõ nữa rồi tháo ra. Rồi, gỡ lên. Đó. Gỡ mũ. Nó quên lấy cái đục mình đục lỗ này, lấy cái dao cũng nè, được. Đục có đục. Gỡ mũ ra đi. Gỡ mũ ra. Chú không phải chuyên nghiệp nghe, mà có cái gì mà không vừa miếng mũ vừa lòng thì cũng thông cảm cho chú nha. Nó miếng mũ này tháo ra. Giờ tới cái này luôn nha. Đục chứ. Đục luôn hả? Rồi đục luôn rồi lát quay cái kia. Nhẹ thôi nghe chú mà ấy không? Mốt nè, mốt. Trắng trắng nè. Ừ. Ra đó. Có miếng mốt rồi nó dễ dàng. Nó bị méo à. Được vô vô nó mót thôi.
lỗ thoát nước khá khá lớn chút đi cho nó dễ thoát. Nó hồi mình đổ nó chạy thôi, nó hơi méo một chút mà không, không sao, méo cũng để thoát nước được rồi thôi. Rồi ha, vậy đi. Rồi đó, cái chỗ kia đi. Cái chỗ kia. Giảm thao ra trước. Muốn lá muốn đẹp mà quét bằng quét hồ dầu. Hồ dầu quậy sệt sệt hơi hơi lỏng chút. Quét trong cái ngoài thì nó lá nó đẹp. Xi măng. Xi măng á, xi măng là cộng sệt sệt đó, cái hồ dầu á. Cái cọ quét á. Xung quanh. Cái thao ra trước. Dính ốp đều quá. Các bạn gõ xung quanh này nè. Xung quanh cho nhóm xi măng ra. Rồi, nhớ rồi đó. Rồi, chút rồi. Một cái nữa đi. Rồi. Mũ ra. Có mũ nó dễ lấy ra. Đó là mấy sẹo. Cục mốt nó méo rồi. Mốt nó trôi rồi. Mốt nó không nó đổ rồi. Nó đục lại. Cái nhỏ mà đổ rồi, sao đục nó giữa đi. Mới, kệ nó, tôi đi méo đi. Ngay cục mốt. Nếu mốt nó nằm bên. Mốt nó bị hồi đổ nó trôi đó, nằm bên. Để cũng được có sao. Trong trường đụng bên đây một lỗ nữa, nhưng mà thôi một lỗ bên đây được rồi. Mốt bị méo rồi. Đổ hồi đổ canh miếng mốt. À. Mốt. À, mình lắc lắc cái xây xây hoài đó. Mốt nằm đây nè. Đây là đổ nó các bạn muốn mốt thì dịnh nó lại. Muốn chơi né. Muốn đổ miếng mốt nằm ngay giữa. Các bạn kèm nó lại. Để lúc đổ xi măng đó. Miếng mốt nó chạy, nó nằm có một bên. Bởi vì mình đâu phải là dân chuyên nghiệp, mình chỉ trải nghiệm thôi. Các bạn tạt nước lên, nước tưới lên. Tưới nước lên xung quanh này cho nó chắc. Rồi quét hồ dầu cho láng. Nó có được cái chậu lạ, tròn tròn. Khác chậu của người ta. Nhưng mà có xài cũng được, được không? Chắc.
của mình đổ mình xài thì chắc bền, ta đổ thì xi măng nó yếu hơn, nó không có bền bằng. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nha, để tôi phấn khởi làm những clip mới trải nghiệm cùng các bạn để thư giãn cuộc sống. Cảm ơn các bạn nha, xin chào các bạn, hẹn gặp lại.